Sáng nay mùng 1 tháng 3 tại km số 1270+100 trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người tử vong và 4 người bị thương nặng. Sáng nay, xe ô tô đầu kéo do tài xế Nguyễn Thế Biển, thường trú tại tỉnh Phú Yên điều khiển, lưu thông theo hướng Nam Bắc, va chạm xe khách giường nằm đang lưu thông cùng chiều. Trên xe khách chở theo 24 người, hậu quả tài xế xe khách Nguyễn Văn Chín, thường trú tại tỉnh Bình Định, mắc kẹt trong cabin tử vong tại chỗ. 4 hành khách bị thương được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 3, các đội cảnh sát giao thông khu vực thành phố Hà Nội sẽ triển khai xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức không lập biên bản giấy, chỉ ghi thông tin để lưu trên hệ thống cổng dịch vụ công. Người dân nộp phạt qua mạng Internet sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại. Với hình thức này sẽ giúp người dân giảm được thời gian đi lại cũng như tránh được tiếp xúc không cần thiết trong thời gian dịch bệnh. Thông thường, để xử lý mỗi lỗi vi phạm nếu giữ bằng lái, giấy tờ xe, phải ghi ít nhất 2 biên bản, gồm biên bản hiện trường và biên bản tạm giữ giấy tờ. Người dân được hẹn ngay đến trụ sở công an làm việc, tiếp đến là ra kho bạc nộp tiền, rồi trở lại trụ sở công an làm việc và nhận giấy hẹn. Cuối cùng là đến trụ sở công an nhận lại giấy tờ bị tạm giữ. Với hình thức này, người vi phạm phải mất ít nhất 4 lần đi lại. Trong khi, với hình thức xử phạt mới, người dân chỉ việc tra cứu trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt. Để triển khai được cái nhiệm vụ này thì cái thuận lợi thì phải nói là trong cái quá trình làm nhiệm vụ thì được người dân rất là đồng tình và ủng hộ cái dịch vụ trực tuyến này của Cục Cảnh sát Giao thông. Từ đó người dân tránh các trường hợp đi lại nhiều lần, nhất là trong cái tình hình dịch bệnh COVID căng thẳng như hiện nay. Lực lượng chức năng sau khi phát hiện vi phạm tại chỗ sẽ ghi lại thông tin của người vi phạm, sau đó nhập lên Cổng Thông tin Dịch vụ Quốc gia. Người vi phạm sẽ nộp phạt trực tiếp qua mạng khi nhận được tin nhắn từ điện thoại. Chúng tôi nợ rất nhiều ạ, tại vì là chúng tôi không phải đi lại để xuống 10 ngày hoặc 1 tuần để xuống lên đấy ạ. Thì chuyến đường dài cho tôi thì là như thế là rất là tốt ạ. Với hình thức xử phạt vi phạm hành chính qua Cổng Dịch vụ Công này, người dân chỉ việc ngồi ở nhà tra cứu trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo hướng dẫn để làm các thủ tục nộp phạt. Việc cải cách công tác xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông sẽ giúp người dân thuận tiện trong các thủ tục nộp phạt và phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an thành phố.